channel của mình. Đã lâu lắm rồi mình không ra video, do năm nay là năm cuối cấp của mình nên mình cần phải học khá là nhiều các bạn ạ, nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Và cũng đã lâu rồi cho nên mình còn hơi ngượng ngượng trước máy quay, các bạn cũng thông cảm cho mình một tí nhé. Nhưng mà đã gần tới Tết rồi cho nên mình đã quyết định là sẽ quay trở lại để làm một video review về những món đồ mà mình vừa pick up trong năm 2020 năm nay nhé các bạn. Và trong video này sẽ rất là hấp dẫn, mình review cả về những món đồ từ local brand và có cả global brand luôn các bạn. Và có hai nhân vật đặc biệt, đó chính là hai đôi giày. Các bạn hãy cùng mình đón xem tiếp video này nhé. Let's go. Ok, không để làm mất thời gian của các bạn nữa, bây giờ mình sẽ đi review ngay hai đôi giày mà anh mình vừa pick up được, của anh mình không phải của mình nhé các bạn. Đôi đầu tiên đó chính là đôi Celeron này đây. Để mình lại gần cho các bạn xem logo. Đó, cái hộp giày khá là dài các bạn, nhưng mà nó cũng không to lắm. Đôi thứ hai mới to này các bạn. Đôi thứ hai là đôi Balenciaga. Cái hộp nó nặng lắm luôn đó các bạn. Đây, xung quanh cái hộp cũng bình thường như những chiếc hộp khác. Có một cái name tag ở đây. Để bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chi tiết về hai đôi giày này nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ review sơ về đôi Balenciaga Triple S này nhé các bạn. Thì mình mở cái hộp ra. Đây, ngay khi mở ra thì các bạn có thể thấy một cái kiểu như là một cái hướng dẫn sử dụng vệ sinh giày gì đó. Đó, mở ra là thấy ngay chiếc Balenciaga ở đây. Đây là một cuốn sổ kiểu như hướng dẫn đó các bạn. Nó có rất nhiều thứ tiếng, có cả tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha gì đó. Ok, và tiếp theo đó chính là những cái cặp dây này. Thường thì Balenciaga họ sẽ cho từ 2 đến 3 cặp dây, nhưng mà trong cái hộp này chỉ có một cặp dây thôi. Anh mình hình như là để đâu đó những cái cặp dây kia rồi. Và tiếp theo nhé, đó chính là một cái Dutch bag. Mình thấy những cái hãng của Gucci hoặc là gì đó họ thường cho tới 2 cái Dutch bag, nhưng mà Balenciaga họ chỉ cho một cái Dutch bag thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ review đôi giày này nhé các bạn. Để mình cầm nó lên. Ngay khi cầm lên là mình thấy khá là nặng rồi đó. Đôi này khá là to các bạn ạ. Ok, để mình lại gần cho các bạn xem detail của đôi giày này nhé. Đây, khi nhìn vào thì các bạn có thể thấy size của đôi giày này, đó là 41. Thường thì nếu mà các bạn đi giày bình thường á, là size 42, thì khi mà các bạn mua Balenciaga thì các bạn chỉ nên mua size 41 thôi, nghĩa là các bạn nên giảm đi một size. Đó là một lưu ý cho các bạn nếu mà mua Balenciaga. Và đây là chất liệu của đôi giày này, đó chính là da thường và vải mesh. Đôi này thì không có da lộn nhé. Mặc dù đôi giày này á, được sản xuất ở Trung Quốc, nhưng mà các bạn có thể thấy là những cái đường keo của nó không bị lem một chút nào cả. Không phải sản xuất ở Ý hay là Tây Ban Nha, nhưng mà cái đường keo các bạn thấy rất là đẹp nha các bạn, không bị lem một tí nào luôn á. Và chi tiết nữa đó chính là cái đế này. Cái đế này là một cái đế trong suốt. Đây là một chi tiết khác biệt giữa đôi Balenciaga Super S này với những phiên bản trước. Hình như là cái vụ đế này mình thấy thiết kế khá là giống với những đôi Nike Air Max, giống như cái đôi Air Max. Và hình như là nó có một vụ kiện giữa Nike và Balenciaga, thì mình cũng không biết kết quả nó tới đâu rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với đôi giày tiếp theo nhé các bạn. Đó chính là đôi Celeron này. Đôi này thì mình vừa mới được anh mình tặng vào trưa nay, vì mình đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi của lớp thầy giáo ba nhé các bạn. Ok, mình sẽ review sơ về đôi này nhé. Các bạn có thể thấy là đôi này có rất là nhiều những cái lớp giấy đen ở ngoài, lớp giấy trắng và lại một lớp giấy đen nữa. Ok, và đây thì mình lại gần. Celeron thì họ cho một cái dust bag nhỏ để đựng dây ở trong luôn. Và bên đây là một cuốn sách để hướng dẫn sử dụng. Có chiếc Celeron đây, nhìn rất là sang trọng mà các bạn. Nhìn như là một cái hộp thư vậy đó. Ok, mình sẽ lấy đôi giày ra. Celeron thì họ cho hai cái dust bag như thế này. Để mình cho các bạn xem detail của cái dust bag này trước. Đó chính là có chiếc Celeron ở đây, mặt sau chỉ đen thôi. Mình sẽ lấy chiếc giày ra nhé. Khi mà mình cầm một chiếc giày này thì mình thấy nó khá là cứng các bạn. Để mình cảm thấy đôi này là như là một đôi Stan Smith mà bản nâng cấp vậy đó. Để mình lại gần cho các bạn xem detail của chiếc giày này. Đầu tiên đó chính là cái tag của Celeron. Có chiếc Celeron đây đó. Và chi tiết tiếp theo đó chính là cái đế này các bạn. Các bạn có thể thấy là họ thiết kế cái đế này với những vết đen 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 như vậy. Có cảm giác như là rất là bẩn rồi, và đôi này rất là dơ. Nhưng thực tế là đôi này mới 100% luôn nhé các bạn. Mình vừa mới mở hộp ra thôi.
nữa. Và thậm chí là họ cho thêm cả những cái vết rách như vậy nữa. Đó, vết rách ở ngay đầu này. Và còn có cả trên đây nữa. Những cái vết rách này là hoàn toàn là do thủ công họ làm. Đôi này được sản xuất bên Ý luôn các bạn. Các bạn có thể thấy là mình không thấy những cái đường chỉ mà bị dư chỉ hay là lem keo luôn á. Và cái chi tiết mà mình thấy ấn tượng nhất trên đôi giày này đó chính là cái dòng chữ Celeron ở đây. Nhìn rất là đẹp, các bạn nhìn làm nổi bật cả cái đôi giày này luôn á. Và cái dòng chữ Celeron nó ngay cái lưỡi gà nữa nè. Cái dòng chữ này thì như là được mạ vàng lên luôn các bạn. Và còn một dòng chữ ở ngay trên cái miếng da này nữa cũng có chữ Celeron. Mà sợ trên camera các bạn không thấy rõ. Chất liệu của đôi này, đôi giày này á là vải canvas và da được đan xe lẫn nhau đó. Và cái giày này các bạn, các bạn không biết, các bạn nhìn ở đây á thì các bạn có thấy không, nhưng mà ở ngoài á thì mình có cảm giác là như là được phủ một cái lớp kiểu như nano các bạn, để bảo vệ cái chiếc giày này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ review những món đồ mà mình chuẩn bị cho dịp Tết hôm nay nha các bạn. Và đầu tiên đó chính là một chiếc áo thun đến từ Rabbit. Đây là một chiếc áo màu đỏ. Và cái chi tiết khá là ấn tượng cho chiếc áo này đó chính là chữ bit phản quang ở đây nha các bạn. Để mình lại gần cho các bạn xem. Đó, với một cái chữ bit này sẽ được phản quang lên. Và ở dưới có một chú chuột. Đó, mặc đồ nhìn rất là hai bit luôn các bạn. Và ở dưới cũng có một dòng chữ ly chì đây. Chữ này cũng là phản quang luôn nhé. Và mặt sau thì là trơn, không có gì hết. Chiếc áo này thì vải là 100% cotton. Mặc vào thì rất là thoải mái luôn các bạn. Và chiếc áo này đang có giá là 379.000. Bạn nào mà muốn mua thì có thể click vào những cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Và bạn nhớ đọc code là nguyên ly thì sẽ được giảm giá 10%. Ngoài ra thì chiếc áo này còn có một phiên bản khác, đó chính là một phiên bản màu đen. Cũng y chang như chiếc màu đỏ và màu đen nữa các bạn. Cũng có như dòng chiếc phản quang. Đó, có như một chú chuột ở đây luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới món đồ thứ hai nhé các bạn. Đó là một sản phẩm từ Philip Gold collab với lại Paxson. Đây là một chiếc áo Essential phiên bản photo nha các bạn. Để mình lại gần để các bạn xem chi tiết của chiếc áo này. Đầu tiên các bạn có thể thấy tem của nó có chữ Essential. Và ở trên ngực cũng có một chữ Essential ở đây. In khá là đẹp luôn các bạn. Đây là in lụa nhé. Và ở đằng sau thì có một cái hình rất là to ở đây. Khi mà mình sờ vào thì mình thấy cái chất liệu in này khá là dày. Cho nên nếu mà chúng ta mặc vào những thời tiết nắng á thì có lẽ là sẽ hơi nóng. Chất liệu vải này là 100% cotton nha các bạn. Cho nên mặc rất là thoải mái. Và mình nghĩ là trong Tết này mình sẽ mặc chiếc áo này rất là nhiều. Ok, và món đồ tiếp theo đó chính là một chiếc áo từ brand Palm Angel nha các bạn. Đây là một brand high end streetwear khá là nổi hiện nay. Để mình lại gần cho các bạn xem chi tiết của chiếc áo này. Đầu tiên đó chính là một cái tem của Palm Angel. Một dòng chữ màu đen ở đây. Và một dòng chữ màu trắng được in ở cổ. Cũng có chữ Palm Angel. Và ở đằng sau thì cũng có chiếc Palm Angel in to và trải dài như thế này. Các bạn này. Đây là một chiếc áo basic của Palm Angel. Mà mình quyết định mua chiếc áo này là màu đỏ. Bởi vì gần tới Tết rồi, mình cũng muốn mặc màu đỏ để có thể mang lại những niềm may mắn cho chúng ta cho cả năm. Và chi tiết tiếp theo đó chính là một cái đường line ở dưới áo này các bạn. Trải dài hết luôn. Và mặt sau cũng có đường line như vậy. Và chiếc áo này được sản xuất ra từ Bồ Đào Nha nên mình nghĩ là độ hoàn thiện của nó sẽ rất là cao luôn á các bạn. Nếu mình cho các bạn xem những cái đường may ở cổ rất là trau chuốt luôn, không có một chút vải bị dư ra hay gì đó cả. Những cái in cũng vậy, không có bị lem hay gì hết các bạn. Cái form của chiếc áo này thì có một cái vạt ở dưới này rất là bầu ở dưới đó, các bạn có thể thấy nè. Và phần tay của chiếc áo này cũng rất là dài các bạn, nó dài hơn những chiếc áo bình thường rất là nhiều luôn á. Cho nên các bạn cần phải xem size khi mà mua những chiếc áo như thế này nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới với món đồ tiếp theo nhé. Ok, và món đồ tiếp theo lại là một sản phẩm đến từ brand Beat nhé các bạn. Đây là một chiếc áo hoodie màu trắng. Chất liệu vải rất là mịn luôn các bạn. Sao rất là thoải mái luôn á. Ok, và hình in á như là chìm trong áo rồi các bạn. Để mình lại gần các bạn xem nha. Mình sờ mà mình không có cảm giác gì luôn á. Thường là những chiếc áo khác á, là in nó sẽ bị nổi lên một chút. Nhưng mà chiếc áo này là chìm luôn. Các bạn khi mà nhắm mắt chắc các bạn sờ vô không biết đâu là chỗ in và đâu là chỗ không in luôn. Và chi tiết của chiếc áo này đó chính là một chiếc áo, một chữ beat ở trên đây. Và nhân vật Harley Quinn in ở dưới. Phối màu rất là đẹp luôn đó các bạn. Và có một chiếc túi ở dưới đây, rất là rộng ha. Và ok, mặt sau là một màu trắng trên thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới với sản phẩm tiếp theo nhé. Và món đồ tiếp theo đó chính là một chiếc
sweatpants đến từ brand Minimal nha các bạn. Đây các bạn, ngay khi nhìn vô là có thể thấy cái chi tiết hai cái dây đấy, chứ nhìn như là những chiếc quần của phim cốt các bạn. Để mình lại gần các bạn xem chi tiết luôn nhé. Và vẫn là cái tem, đó chính là tem Minimal ở đây. Chiếc quần này thì mình mặc size M và nó cũng có hai cái đường line như thế này các bạn. Đó, nhìn như những chiếc sweatpants vậy. Và ở đằng sau nó cũng có hai cái túi. Đó. Mới đầu là mình định mua cái quần này cùng với lại chiếc hoodie để mặc lên là về đó các bạn. Giữ ấm sẽ rất là tốt. Với lại chi tiết này nè. Đó, các bạn có thể thấy có một cái rút ở đây để có thể phù hợp với lại cổ chân của các bạn. Chất vải này thì rất là mịn, mặc sẽ rất là tốt luôn. Một chút nữa thì mình sẽ phối cái quần này cùng với chiếc hoodie và những bộ outfit để các bạn có thể tham khảo nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới với món đồ tiếp theo. Và tiếp theo sẽ là hai chiếc quần short nha các bạn. Và chiếc quần đầu tiên đó chính là một chiếc basketball short đến từ Essential. Chiếc quần này thì nó hơi đũng một chút ở giữa nha các bạn. Chất vải rất là mịn luôn. Nhưng mà đây là một chiếc quần có chất liệu vải nỉ, cho nên là mình cảm thấy nó hơi dài một chút. Nhưng mà đây là một chiếc quần đẹp mà các bạn, cho nên dù nó có dài thì mình cũng sẽ mặc rất là nhiều trong cái dịp Tết này. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chi tiết của chiếc quần này nhé. Đầu tiên đó chính là một chiếc tem ở đây, Essential. Và chiếc quần này thì mình mặc size M nha các bạn. Đây. Và chi tiết tiếp theo đó chính là hai cái túi, một cái bên đây và một cái ở bên đây. Và một chi tiết nữa mà mình rất là thích luôn á, đó là chữ Essential ở giữa này nè. Chi tiết này rất là ấn tượng đối với mình luôn. Và còn một dòng chữ Essential Fib Gold ở dưới đây nữa. Đó. Và một cái chi tiết iconic của Essential chính là cái sợi dây này. Sợi dây rất là dài luôn các bạn. Do mình đang buộc lại thôi chứ là dài chạm đất luôn. Và ở đằng sau thì cũng có một chiếc túi như thế này. Và chiếc quần tiếp theo đó chính là một chiếc quần short in the brand Minimal. Ngay khi các bạn nhìn vào là các bạn có thể thấy một sợi dây dài như vậy. Đó, rất là giống một cái brand từ high end streetwear tên là Brooch nha các bạn. Nhưng chiếc quần của Brooch thì rất là tốt luôn. Và chi tiết tiếp theo mà khiến mình rất là ấn tượng đó chính là một cái sọc vàng ống ánh ở đây. Mình muốn mua chiếc quần này là bởi vì có hai chi tiết sọc này nè các bạn. Hy vọng là mọi người sẽ lì xì cho mình rất nhiều. Ok, và chi tiết tiếp theo đó chính là một cái zip ở đây. Cái móc khóa này thì cũng là của Minimal luôn nha các bạn. Để mình kéo nó thử. Ok, cũng rất là mượt luôn á. Và ở bên đây cũng có một cái. Và ở mặt sau thì cũng có hai chiếc túi như thế này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới với những món đồ cuối cùng nha các bạn. Và những món đồ tiếp theo đó chính là hai chiếc quần. Một chiếc quần check pant rainbow cũng đến từ brand Beat luôn nha các bạn. Đây, do đây là một dịp Tết cho nên mình cũng muốn mặc những món đồ sặc sỡ một chút. Đây nó có một cái đường line ở hai bên quần như vậy nè các bạn. Đó, chi tiết rất là đẹp luôn. Ở bên đây cũng có. Và một cái zip ở đây. Chiếc móc khóa này thì của YKK rồi nha các bạn. Một cái zip ở trên túi quần. Ở bên đây cũng có. Và một chiếc zip ở dưới đây cũng là zip YKK rồi nha các bạn. YKK thì độ mượt thì không phải nói đến nữa rồi, mượt đang nói rất là nhiều. Ok, và các bạn cũng nhớ là đọc code nguyên ly cũng sẽ được giảm giá 10% cho chiếc quần này luôn nhé. Và chiếc quần tiếp theo đó là một chiếc quần jean. Chiếc quần này thì mình đã từng review cho các bạn rồi, nhưng mà hôm nay mình lại muốn rem ra review lại một lần nữa. Bởi vì chất lượng của chiếc quần này rất là tốt và mặc trong dịp Tết thì sẽ rất là phù hợp luôn, rất là đẹp. Và tất cả những món đồ mình review trong video này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Ok, và không làm mất thời gian của các bạn nữa, bây giờ thì mình sẽ đi mặc những bộ đồ outfit vào. Và các bạn đừng quên là hãy comment cho mình biết là bạn thích những bộ outfit nào nhất nhé. Ok, let's go. Các bạn ơi, và đây là bộ outfit đầu tiên của mình. Mình mặc một chiếc áo beat mà quần của Sài Gòn System và đôi xe là Ron nhé. Chúng mình quay một vòng cho các bạn coi. Ok, và các bạn đừng quên comment là các bạn có thích bộ outfit này không nhé. Và chúng ta sẽ tới với bộ outfit tiếp theo. Và đây là chiếc áo màu đỏ này nhé, nó chỉ khác màu thôi. Ok, và đây là bộ outfit thứ hai của mình nha các bạn. Mặc chiếc áo Parmenjo, quần Essential và đôi Balenciaga Triple S. Để mình qua một vòng nhé. Ok, các bạn thấy bộ thứ nhất hay bộ thứ hai đẹp hơn? Hãy comment phần bên dưới cho mình biết nhé. Các bạn ơi, và đây là bộ outfit cuối cùng của mình. Mặc một chiếc áo hoodie của Beat, một chiếc quần Minimal và đôi Balenciaga.
mình nhất định sẽ mặc bộ này đi Đà Lạt nếu mình có đi. Để mình quay một vòng cho các bạn coi nhé. Và các bạn đừng quên là hãy comment phần bên dưới cho mình biết giữa ba bộ outfit các bạn thích bộ outfit nào nhất nhé. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video. Và các bạn đừng quên là hãy nhấn like, share và subscribe cho mình để mình nhanh chóng đạt tới cột mốc 20.000 subscriber nhé. Và điều cuối cùng là mình xin chúc tất cả các bạn